ngắn để mà giới thiệu về bản thân của em. Thì hổm giờ em cũng coi các anh chị giới thiệu, nhưng mà đó giờ rất là ngại việc mà ngồi trước mà máy quay mà nói như vậy. Thì hôm nay thì dốc hết can đảm để mà làm một cái video để giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Bá Đạt, năm 1992, quê của em ở Sóc Trăng. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em nói sơ qua về công việc và nghề nghiệp của em. Thì em học sư phạm toán nhưng mà không có đi theo cái con đường này, đi làm công ty. Thì em xin nói được nói sơ qua cái sở thích của em. Thì em có đam mê về công nghệ, cụ thể như là về cái điện thoại, máy tính, và cũng biết sơ ít một ít về đồ họa, có học một ít về đồ họa. Và còn một cái đam mê đó là về nhạc cụ sáo trúc. Thì hiện tại kênh của em là kênh Đạt Nguyễn, kênh đó là kênh chính, kênh đầu tiên của em luôn. Kênh đó thì em làm về chủ đề âm nhạc, về sáo trúc, một phần là do em thổi, một phần là em làm kiếm những cái bài, em làm video karaoke. Đây là cái kênh mà thử nghiệm của em. Em cũng đang phát triển một cái kênh về chủ đề kiếp để giải quả tô màu. Thì hiện tại cái kênh kiếp của em là thì đang trong thời gian đi tương tác thôi. Còn video thì mỗi ngày em làm từ 1 đến 2 video nhưng mà chưa có tung ra. Còn kênh Đạt Nguyễn của em thì lượt xuất thì trên 1.000 lượt xuất rồi. Thời gian chuyển chuyển nãy giờ đã quay đi quay lại rất là nhiều lần, do ngồi nói trực tiếp thì anh không có chuẩn bị gì hết. Nãy giờ nói lan man luôn đâu vào đâu, mong theo và các anh chị các bạn cảm. Em cũng xin cảm ơn thầy và các anh chị đã cho em vào group này và cùng nhau hỗ trợ để phát triển mục tiêu của chúng ta là tự do tài chính. Và cuối cùng thì em cũng xin chúc